Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục dồn xuống nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh cộng thêm tác động của rãnh mây do không khí lạnh tạo ra, ngày hôm nay ở Bắc Bộ mây nhiều, có mưa, mưa rào. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ là mức nhiệt ngay lúc này hoặc trước thời điểm 8 giờ sáng, phổ biến ở mức là 19 cho đến 21 độ. Từ trưa vào chiều, không khí lạnh dồn mạnh xuống thì nền nhiệt càng giảm hơn. Đến khoảng trưa, hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 20 độ và trời chuyển rét. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng muộn hơn. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây cũng giảm xuống còn 20 cho đến 23 độ. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn cao và dao động từ 25 cho đến 26 độ. Sau khi tác động xong Bắc Bộ thì không khí lạnh tiếp tục dồn xuống các tỉnh thành miền Trung khiến cho mưa quay trở lại nhanh. Dự báo trong sáng nay mưa sẽ xuất hiện ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó đến gần trưa sẽ xuống đến khu vực Quảng Bình và đến chiều sẽ là Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa. Còn với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi do vẫn chịu tác động của khối khí lạnh cũ còn vương lại, đến chiều tối lại có thêm khí lạnh mới dồn xuống nên mưa sẽ càng gia tăng hơn. Mưa và khí lạnh sẽ khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện trong buổi sáng với mức nhiệt là 20 cho đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng là 25 độ và trời lạnh. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng xuống đến Bình Định có nhiệt độ là 25 cho đến 27 độ. Còn các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận trong ngày hôm nay nhiệt độ vẫn cao và dao động từ 28 đến 31 độ. Nằm xa hơn về phía Nam nên trong ngày hôm nay, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ chưa chịu tác động của không khí lạnh, nên cả hai khu vực này vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh và nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Dự báo ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng là 28 cho đến 31 độ trong buổi trưa và chiều. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, dưới tác động của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ trong sáng và trưa nay, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Từ chiều nay ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều vào tối nay, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.